Hi, xin chào các bạn, mình là Hoàng Anh. Hiện tại mình là nhân viên của cà phê Lâu Đài Đá. Xin mời các bạn cùng theo chân Hoàng Anh để tham quan quán cà phê ở nơi làm việc của mình. Đây là vị trí sân vườn, là không gian rất là thoáng mát, có cây xanh. Là hàng đêm mình có tổ chức chương trình hát với nhau vào tối thứ năm và thứ bảy. Xin mời các bạn cùng vào trong, mình sẽ có nhiều khung cảnh rất là đẹp. Và đây là cái view hồ cá ngoài vị trí sân vườn và cái khu ăn uống. Các bạn khi đến quán có thể thưởng thức những ly cà phê với nhiều cái hương vị đặc trưng khác nhau. Các bạn có thể là tham quan, check-in hay review ở nơi đây. Và kế tiếp của anh xin mời các bạn vào tham quan vị trí bên trong của quán. Anh xin giới thiệu với các bạn, đây là vị trí khu vực đàn piano. Các bạn yêu mến bộ môn nghệ thuật này, các bạn có thể đến đây đàn và cùng chia sẻ với những người thân của mình, tận hưởng những cái giây phút và khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Ngoài ra quán mình còn có là hát với nhau vào thứ năm và thứ bảy hàng tuần nữa các bạn. Các bạn có thể đến đây giao lưu văn nghệ và cùng thưởng thức ha, những ly cà phê nè, cùng hát những cái bản nhạc tình ca lãng mạn. Mình chia sẻ những cái niềm vui và thú vị trong cuộc sống. Mình có thể đến đây nè, ăn uống nè. Ngoài ra quán mình còn có thêm những cái thực đơn nè. Ngoài món nước ra mình còn có là phục vụ mấy bạn là những cái món hải sản mình yêu thích nè. Và chế biến theo yêu cầu của mấy bạn. Và kế tiếp sau đây là Hoàng Anh xin mời các bạn theo chân Hoàng Anh đến vị trí khu vực trên lầu. Đây cũng là một cái vị trí nè, view đẹp nè, là một cái view dành cho các bạn thích riêng tư nè, luôn trang trí theo một cái phong cách là giống như là cổ điển ấm áp, dành cho những cái cặp đôi tình nhân nè, muốn có không gian riêng tư nè, và những đối tác nè muốn có không gian yên tĩnh bàn về công việc mình. Cái vị trí này là sẽ rất là hợp lý nha mấy bạn.
Và đây Hoàng Anh xin giới thiệu với các bạn, đây là khu vực thứ hai của quán. Đây là một cái vị trí nè, dành cho các bạn nè yêu thích các môn cờ nè. Bên quán mình có nè, cờ cá ngựa nè các bạn, cờ domino nè. Và kế tiếp là bên đây nè, ngoài cái bộ môn cờ cá ngựa nè, domino nè, còn có cờ tướng. Các bạn có thể ngồi hàng giờ đánh cờ và thư giãn với bạn bè. Nhưng tất cả đều là giải trí lành mạnh nha các bạn, không có cờ bạc nha các bạn. Ngoài các khu vực tầng trệt nè, sân vườn nè, lầu 1 khi nãy Hoàng Anh đã giới thiệu với các bạn, sau này Hoàng Anh sẽ trang trí và xếp đất tại những cái lầu ở phía trên các bạn. Hoàng Anh trân trọng kính mời các bạn nè, một lần hãy đặt chân đến quán, ủng hộ quán nè, thưởng thức những ly cà phê nè, đa dạng phong phú. Ngoài thưởng thức những cái món ăn thức uống nè, quán có phục vụ là hải sản nè, tươi sống nha, chế biến theo yêu cầu của các bạn. Các bạn hãy một lần đặt chân đến quán, đây là một trong những cái quán đang hot nhất thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Anh xin chào các bạn và hẹn gặp các bạn tại quán nhé.